Hoan hỉ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thầy Tử Vi tiết lộ sự thật chấn động về vận trình cuộc đời tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, thần tài báo mộng phát tài, gặp thời hốt bạc, vét cạn lộc trời, tiền về chật két, dầu nứt đố đổ vách trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ. Tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được, nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đó là do số mệnh an bài của mỗi người, và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 thân mến, khi xem tử vi chọn đời tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, tuổi Kỷ Dậu là người kiên trì, sáng tạo và đầy nghị lực, họ luôn đuổi theo đỉnh cao và không bao giờ từ bỏ trước khó khăn, vì thế, cuộc sống của họ luôn rất bận rộn và có nhiều cung bậc cảm xúc. Theo tử vi học cho biết, Kỷ Dậu được Phật Bất Động Minh Vương độ mệnh, nên cho dù có vất vả, khổ cực hay khó khăn thời trẻ, nhưng khi về già sẽ được an nhàn, sống trong vinh hoa phú quý. Đặc biệt trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch 2024 tới, sẽ chính là thời điểm cực kỳ tốt cho vận mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Trên con đường công danh, sự nghiệp hay là tài vận đều được khởi sắc một cách rõ rệt, được quý nhân chiếu cố, cho công việc hanh thông, làm đâu thắng đó, may mắn liên tiếp. Cũng vì thế, tiền tài cứ ùn kéo về, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, giàu có nhất vùng thiên hạ. Vậy, vận trình cuộc đời người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 cụ thể sẽ ra sao trong 2 tháng âm lịch tới đây? Con giáp này sẽ đón nhận những cơ may gì và cần lưu ý điều gì? Thì xin mời quý cô bác cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Khi xem tử vi năm 2024 thì thấy rằng đây là một năm tốt để Kỷ Dậu chuyển mình và đổi vận. Đặc biệt là thời điểm tháng 5 và tháng 6 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu sẽ có dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Trong công việc, Kỷ Dậu gặp nhiều cơ hội hơn, cộng với bản tính chăm chỉ và biết cố gắng, nên dễ làm đâu thắng đó. Cũng nhờ thế, nên họ được lãnh đạo ghi nhận, có thể được thăng quan, tiến chức, đề bạt khen thưởng. Ở phương diện tài lộc, năm nay, tuổi Kỷ Dậu được thần tài chiếu mệnh, nên đây là năm hốt bạc của Kỷ Dậu. Nếu biết đầu tư, kinh doanh thì tuổi Kỷ Dậu sẽ kiếm thêm bộn tiền, kết quả thu về rực rỡ, nên đừng chần chừ để lỡ cơ hội. Vào thời điểm đầu năm, cơ hội làm giàu sẽ tới ồ ạt, người tuổi Kỷ Dậu nếu cải thiện thêm kỹ năng giao tiếp sẽ khiến mọi việc được suôn sẻ, vừa biết nắm bắt cơ hội, vừa được quý nhân giúp đỡ thì làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Trong năm 2024, không chỉ công việc và tài lộc mà mọi mặt cuộc sống của tuổi Kỷ Dậu đều có những bước chuyển biến đáng kể. Do đó, bản mệnh hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên. Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 mệnh thổ, đại trạch thổ, can chi của tuổi mang nghĩa, báo hiệu chi kê, gà gáy. Xem tử vi của người tuổi Kỷ Dậu cho biết đây là người cơ trí khéo léo, nhiệt tình, có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống. Thế nhưng, Kỷ Dậu lại hay tỉ mỉ quá, cầu toàn quá, khiến cuộc sống của họ luôn phải bận bịu, vất vả. Số tuổi này có quý nhân phù trợ, cả đời phúc lộc song toàn,
gần quan, gần quý nhưng không thể dựa vào người thân, nếu có thể thúc đẩy chí hướng thì nhất định đạt danh lợi. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 là người có tính tình hài hước, vui vẻ, luôn mang tới niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh. Cuộc sống dù vất vả, có nhiều bộn bề thì bản thân vẫn lạc quan và hướng tới tương lai tươi sáng. Chính nghị lực sống phi thường đã giúp con giáp này vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và cuối cùng đã tới thời điểm thu hoạch trái ngọt. Trời sinh tuổi Kỷ Dậu có tính cách mạnh mẽ, độc lập và có khả năng làm chủ được cuộc sống của mình. Tuổi Kỷ Dậu ít khi thể hiện mặt yếu đuối của mình ra bên ngoài, chẳng may gặp phải khó khăn, thử thách, họ hoàn toàn có thể một mình đối diện và giải quyết êm đẹp. Kỷ Dậu 1969 là người có tài năng diễn xuất và khả năng viết lách, họ có thể tranh luận bất cứ vấn đề nào và bất cứ lúc nào. Nếu muốn tranh luận với họ về một vấn đề nào đó, thì rất dễ gặp thất bại. Nếu muốn hiểu rõ hơn về Kỷ Dậu, thì nhất định phải chịu đựng tính ưa thích tranh luận của họ. Tranh luận với người khác là thiên tính, không thể lay chuyển được. Vì vậy, về điểm này có khó tiếp nhận đến đâu, thì vẫn phải khống chế bản thân không được nổi cáu. Nếu không chẳng may chạm phải ngòi nổ mà lúc nào cũng sẵn sàng của họ, thì nhất định sẽ xảy ra một trận chiến. Khi Kỷ Dậu rơi vào trạng thái tiêu cực, thì sẽ nghĩ ra mọi cách để giữ nguyên ý mình và tin mình là đúng, chỉ công nhận ưu điểm của bản thân. Thế nhưng, nếu chúng ta phân tích kỹ một chút nội tâm, thì sẽ phát hiện ra mục đích mà họ làm. Như vậy, chỉ là muốn xác định giá trị của họ, cho nên họ không muốn nhận thức chân thật về bản thân. Tuổi Kỷ Dậu sinh đúng vào lúc tảng sáng hay hoàng hôn thì sẽ có đặc điểm là hãy nói sai sự thật, thường thổi phồng, khuếch trương lời nói của họ mà không hề nhận ra sai lầm, không có một đề tài nào mà họ đưa ra mang ý nghĩa đứng đắn. Còn tuổi Kỷ Dậu sinh vào ban đêm thì hoàn toàn ngược lại, họ cực kỳ nghiêm túc, không giỏi giao tiếp, lãnh đạo với mọi người thì họ giống như một con mọt sách, thậm chí tính tình hơi lập dị, khó đoán trước. Hầu hết người tuổi Kỷ Dậu đều quản lý tài chính trong gia đình, họ tính toán tỉ mỉ, biết cân bằng thu chi, họ rất coi trọng tay hòm chìa khóa, tính toán rất cẩn thận mỗi việc phải làm và rất quý trọng thời gian của mình. Tuổi Kỷ Dậu nổi bật là sự trung thành, họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Kỷ Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất kỳ hình thức nào. Thế nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo. Kỷ Dậu thường có xu hướng cầu toàn, tỉ mỉ và chi tiết. Họ thường trở thành những nhà quản lý giỏi. Có thể nói vị trí của những người cầm tinh con gà trong cộng đồng là hết sức quan trọng. Vì vậy, họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cách của mình. Kỷ Dậu là người giỏi giữ mình và thích giải quyết xử lý các vấn đề hay công việc. Thế nhưng, cũng đừng hy vọng họ làm những việc mang tính cải cách. Họ có thể sắp xếp mọi việc để làm tốt hơn, nhưng lại thiếu tính sáng tạo. Họ rất khó nhận nhân vật mang tính cải cách. Nếu như biết những kiến nghị mà họ đề xuất được ủng hộ, thì họ sẽ đưa ra những suy nghĩ mới, sáng tạo trong công việc và sẽ đạt được thành tích cao. Tuy nhiên, đôi lúc cũng tiêu tiền vung tay quá chán, nhưng số tiền này chi tiêu cho bản thân. Họ rất nghiêm khắc trong việc chọn lựa ăn mặc và rất thích thú sự thu hút, chú ý của mọi người. Có lúc họ còn trang trí nhà và phòng làm việc rất đẹp. Bản thân cũng thích trang điểm và đặc biệt xem trọng chức tước và bằng khen. Bản thân Kỷ Dậu bao giờ cũng cố gắng để có được ít nhất một cơ hội đoạt được huy chương hoặc chức vị trong công việc. Tiền của họ ngoài việc tiêu cho gia đình nhỏ thì còn dùng để theo đuổi tình yêu hoặc giành được tình cảm tốt với đồng nghiệp. Chỉ có một thứ mà có thể nhận được từ họ miễn phí, đó chính là kiến nghị. Kỷ Dậu thích sự phô trương, thích những nơi lộng lẫy và sang trọng, và đặc biệt thích tiệc tùng và lễ hội để có thể khoe những bộ cánh thời thượng của mình. Bản thân thường rất hãnh diện về gia đình, và là những người quản lý gia đình cũng rất hiệu quả. Họ ưa thích sự ngăn nắp và gọn gàng, nhà cửa lúc nào cũng phải tươm tất, sự sạch sẽ vệ sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Người cầm tinh con gà thường ưa chuộng truyền thống và thường thích trang trí nhà cửa bằng các đồ gỗ nội thất đặc trưng. Bề ngoài là người cấp tiến, tự cho mình là tài giỏi, thế nhưng trong lòng lại rất bảo thủ, cố chấp. Họ ưa tranh luận mà bất chấp về cảm giác của người khác thế nào, luôn cho rằng mình đúng và không thừa nhận bất kỳ một khuyết điểm nào. Bản thân thích được khen ngợi và khi bị ai đó phê bình thì sẽ tìm mọi cách phản bác lại và sẽ không chịu thừa nhận sai lầm đó. Nhưng thế nào thì mọi người vẫn cũng sẽ yêu mến vì tính cách chịu khó và cần cù. Trong lĩnh vực kinh tế, Kỷ Dậu là các nhà quản lý có tài và họ biết cách làm sao để cân đối các khoản thu chi một cách đúng đắn, là người rất tinh nhanh, năng nổ và khả năng tổ chức cao.
Họ nghiêm túc, chăm chỉ, thẳng thắn và biết cách giải quyết khó khăn. Đó là những phẩm chất tốt để họ bù đắp những điểm khuyết của bản thân. Tính cách của người tuổi Kỷ Dậu được chia làm hai loại cơ bản. Một là thích nói chuyện phiếm, hay nói lung tung, tính cách sôi nổi. Còn hai là người giỏi quan sát, biết cách đoán ý người khác qua lời nói, sắc mặt. Thường hai nhóm này không nên kết hợp với nhau. Người tuổi Kỷ Dậu có tướng mạo thu hút người khác, đặc biệt là nam giới, khôi ngô, tuấn tú, mạnh mẽ, kiên cường. Họ cũng rất tự hào về tướng mạo của bản thân, muốn thể hiện mình. Mọi người không thể thấy được sự lười biếng của họ, vì thường có vẻ ngoài được tôn kính đoan trang, đàng hoàng. Cho dù trong số họ có ai là người thẹn thùng nhất, thì trước mặt mọi người, người đó vẫn tỏ ra là tháo vát, nhanh nhẹn, thể hiện hết khí chất tính cách của mình. Kỷ Dậu là những diễn viên tuyệt vời, thường là nhân vật trung tâm trong mọi hoạt động, thường là vẻ đẹp lấp lánh, thu hút mọi người, tính cách của họ luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Mỗi một cử chỉ, hành động của họ đều được mọi người chú ý. Kỷ Dậu mang tâm tư vui vẻ, cử chỉ, tính cách nhạy bén, thường không bỏ bất cứ một cơ hội nào để đưa bản thân vượt qua nguy hiểm và đạt thành công. Nữ mệnh tuổi Kỷ Dậu luôn là người thực tế, cần cù, chăm chỉ, chịu khó và hay giúp đỡ mọi người. Họ là người vợ đảm đang, người mẹ dịu hiền, là người năng động, vì thế có sức khỏe tốt, nếu có bị bệnh thì cũng có khả năng hồi phục nhanh chóng. Đôi khi họ đảm nhận quá nhiều việc nên khiến họ bị stress và trái tính trái nết. Xem tử vi thấy rằng Kỷ Dậu nữ mệnh phải trải qua khá nhiều gian truân, vất vả ở tiền vận và trung vận, bước sang đến hậu vận mới được thảnh thơi, an nhàn, tận hưởng những thành quả đã gây dựng được. Nam mệnh tuổi Kỷ Dậu thì có chút vất vả ở tiền vận, nhưng từ trung vận trở đi thì cuộc sống vô cùng thanh nhàn, tài lộc của người tuổi này rất thịnh vượng, công danh sự nghiệp thì ở mức bình thường. Người tuổi Kỷ Dậu mang mệnh phú quý ở hậu vận, càng về già sẽ càng sung túc, dù trong việc làm có gặp khổ sở, vất vả, nhưng nhờ sự nhẫn nại, nỗ lực kiên trì đến cùng mà tự tay gây dựng thành công, tự lực mà tạo nên thành quả, đạt được vô số thành tựu đáng trân trọng, tuy lâu nhưng sẽ rất bền vững. Kỷ Dậu cũng phải chịu cảnh đàn áp, chèn ép của tiểu nhân trong công việc, đôi khi trục trặc chuyện tiền nong, đôi khi còn dính họa thị phi, khiến cuộc đời rơi vào trầm luân, bể khổ. Tuy nhiên, số mệnh đã sắp đặt thì về sau họ rồi cũng sẽ tìm được sự giàu sang, quyền thế của mình, nhờ có phúc dày, mệnh lớn mà đến một thời điểm khó khăn nhất đời người, khi mà mọi thứ bế tắc đường cùng, những tưởng sẽ chấm hết, thì bất ngờ Kỷ Dậu sẽ bùng nổ tài lộc, gặp thời đổi vận mà phất lên một cách rực rỡ, khiến chính họ cũng chẳng thể ngờ có ngày mình lại đổi đời nhanh như vậy. Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào, vậy nên, dù hiện tại có thế nào, Kỷ Dậu sinh năm 1969 hãy tích cực tiến lên nhé. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tuổi Kỷ Dậu 1969 mệnh thổ, đại trạch thổ, tương sinh với hành hỏa của năm 2024, can chi của tuổi mang nghĩa báo hiệu chi kê, gà gáy, thiên can kỷ tương hợp với can giáp, địa chi dậu lục hợp với chi thìn. Như vậy, trong năm Giáp Thìn 2024 được đánh giá là năm may mắn đối với Kỷ Dậu, sự nghiệp được nâng đỡ, tài chính khởi sắc. Người tuổi Kỷ Dậu tính tình hào phóng, đi tới đâu cũng gặp được thầy hiền, bạn tốt giúp đỡ, vượt qua cửa ải khó khăn, thử thách. Đặc biệt, trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu có vận trình hanh thông, được nhiều cát tinh chiếu mệnh, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, tiền bạc gia tăng không ngừng. Có thể nói, công sức bỏ ra bao nhiêu đều được đền đáp xứng đáng, gặt hái thành quả tương xứng tới đó. Tiếp theo sau đây sẽ là luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu có nhiều bước rõ rệt trong hai tháng âm lịch này. Một phần là nhờ có nhiều cát tinh phù trợ, nhưng phần lớn là nhờ chính bạn đã luôn chăm chỉ, nỗ lực, không quản ngại khó khăn. Cục diện nhị hợp cho thấy bạn luôn duy trì được đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy, nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, nắm bắt thời cơ, dẫn đầu xu hướng năm này. Nếu có ý định thực hiện những dự định lớn lao thì bạn có thể lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để tiến hành ngay. Dù là người vừa bước chân vào môi trường mới, hai người đã có nhiều năm kinh nghiệm,
bạn cũng gây được ấn tượng với cấp trên và được dành cho nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Lại thêm chính quan soi chiếu là dấu hiệu chứng tỏ bạn hoàn toàn xứng đáng và đủ năng lực để đứng ở một vị trí cao hơn, giúp phát huy tài năng và mở rộng tầm ảnh hưởng, dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Cát tinh tử vi đem lại tác động tích cực, giúp các mối quan hệ xã giao của bạn được mở rộng. Bạn có thể quen biết được với quý nhân trong năm nay. Đối phương không chỉ truyền dạy những kinh nghiệm quý giá, giúp bạn khắc phục khó khăn, mà còn có thể đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích, giúp bạn tìm ra hướng đi mới, phát triển bản thân. Đặc biệt trong 2 tháng tới này, bạn cũng gặp vạn sự như ý, do tác động của hung tinh như tử phù chẳng hạn. Hung tinh này tuy nhỏ nhưng nếu chủ quan, khinh suất, nó có thể biến những cơ hội tưởng chừng ngon ăn thành nguy cơ bất cứ lúc nào. Do đó, bạn dù có đang thắng thế cũng chớ tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác. Nếu bạn không chú ý cách hành xử, thì có thể biến bạn thành thù bất cứ lúc nào. Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập, chờ lúc bạn phạm sai sót là tìm cớ để hạ bệ bạn. Ngay trước khi quyết định bắt tay vào một công việc nào đó, bạn nhớ đánh giá tình hình và cân nhắc tới thực lực của bản thân. Không nên cố chấp theo đuổi một điều gì đó hoặc quá cả tin nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Thời gian đầu năm tuy có may mắn, nhưng bạn cứ đi chậm mà chắc thì cơ hội thành công cao hơn là chạy theo xu thế thị trường. Muốn phát triển thì hãy phát huy điểm mạnh của bản thân nhé. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Phương diện tài lộc trong thời điểm 2 tháng âm lịch này thấy rõ dấu hiệu vượng phát tăng tiến, hứa hẹn tiền bạc rủng rỉnh hơn nhiều so với năm ngoái. Bản mệnh có nhiều cơ hội ập tới, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nắm bắt, chắc chắn công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Với người theo đuổi con đường sự nghiệp, công danh, bạn gặt hái được thành cao trong công việc nên thường được lãnh đạo đánh giá rất cao. Nhờ có cục diện nhị hợp và cát tinh tử vi soi chiếu, bản mệnh dễ được phân công những nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt thì không những được tuyên dương, khen thưởng mà còn có thể được thăng chức, tăng thưởng, tăng lương. Nếu tự nhận thấy mình đóng góp nhiều cho sự phát triển của tập thể, bạn cũng có thể tự tin đề xuất được tăng lương với cấp trên. Chắc chắn, chẳng vị lãnh đạo nào có thể từ chối một nhân viên xứng đáng như bạn. Chính quan cho thấy, những người làm lãnh đạo thường đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể phát triển ổn định và nhanh chóng hơn xưa. Những thành tích gặt hái được giúp tập thể thu về không ít lợi nhuận. Bạn không những làm giàu cho bản thân, mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Với người làm kinh tế, bạn được chính tài phù trợ, nên nhiều mối làm ăn buôn bán, thu được lời lãi vượt ngoài dự tính. Hơn nữa, bạn còn là người có mối quan hệ rộng rãi, làm ăn giữ chữ tín, nên số lượng khách hàng tin tưởng ngày càng đông. Bạn có thể kiếm được một khoản ổn định mà không cần quá lo lắng đến sự cạnh tranh của đối thủ. Bạn cũng có thể xem xét đến việc ký kết thêm hợp đồng hoặc mở rộng quy mô buôn bán, sản xuất trong giai đoạn nửa đầu năm nay. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song làm đến đâu thấy kết quả đến đấy, bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, hãy đề phòng sức ảnh hưởng của tam tai và hung tinh tử phủ. Bạn nên thận trọng nếu có ý định bước chân vào một lĩnh vực nào đó mới mẻ. Đừng thấy ai kiếm tiền về đầy túi cũng muốn bắt chước theo, bởi có thể đối phương có những lợi thế mà bạn không có được. Tốt nhất, làm việc gì cũng hãy căn cứ vào tình hình thực tế. Có khi phát triển thị trường khác cũng sẽ giúp bạn thu tiền về đầy túi. Còn nếu chạy theo xu thế thị trường hoặc mù quáng nghe theo lời rủ rê, bạn sẽ sớm cháy túi. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Tuổi Kỷ Dậu trong 2 tháng tới này khá ổn, gia đạo hài hòa, con cháu đều ngoan ngoãn, các mối quan hệ xã giao cũng tốt đẹp, bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người và có lối hành xử phù hợp đáp lại. Người độc thân có những suy nghĩ tích cực, lạc quan về chuyện tình cảm, bạn không ngại mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh và sẵn sàng gặp gỡ, giao lưu để cho mình và đối phương có cơ hội tìm hiểu. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ vợ chồng ngày càng thăng hoa và có nhiều tin vui từ công việc và con cái. Người ấy chính là động lực để bạn sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đặt ra. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Đa phần người tuổi Kỷ Dậu đều không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch này. Có điều, bản mệnh gặp nhiều hung tinh chiếu mệnh nên khó tránh khỏi những lúc mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mất ngủ hoặc căng thẳng quá mức. Lúc này, bạn cần dành thời gian nghỉ ngơi, có thể đi du lịch xa để giải tỏa.
hung tinh Bạch Hổ và Phi Liêm đồng tác động, mang tới điểm báo về tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc sông nước. Bản mệnh cần hết sức lưu ý về vấn đề này. Người tuổi Kỷ Dậu nữ mệnh cần hết sức cảnh giác. Người sinh vào mùa đông dễ gặp xui xẻo hơn cả. Chú ý vấn đề đi lại kẻo dễ bị té ngã, gây chảy máu, tổn thương chân tay hoặc quanh vùng đầu. Cuộc sống cũng có nhiều áp lực, bạn cần giải tỏa bằng cách tâm sự với những người thân thiết đáng tin cậy hoặc tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí, hoạt động tập thể. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng, khiến bản thân ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng cần giữ gìn sức khỏe, duy trì một lối sống lành mạnh. Ở độ tuổi 56, bạn cũng không nên làm việc quá sức, để khi đổ bệnh rồi lại phải tốn công, tốn tiền chữa trị đấy. Và ngay bây giờ sẽ là luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch năm 2024 của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Xem tử vi tháng 5 âm lịch của 12 con giáp cho thấy tuổi Kỷ Dậu đang được quý nhân ở bên trợ giúp, nên cả đường công danh và đường tình duyên đều khởi sắc không ngừng. Tuổi Kỷ Dậu được nhị hợp kim cục nâng đỡ, nên khởi sắc, mưu sự dễ thành, công việc tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó, cơ hội thăng tiến rộng mở. Hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới sẽ được cấp trên đánh giá cao. Nếu đang tìm kiếm công việc, bạn sẽ được thỏa nguyện, tài vận khá vượng, chính tài và thứ tài đều khả quan, thích hợp cho đầu tư kinh doanh, mở rộng nhà xưởng, quy mô công ty. Trong quá trình thực hiện, có chút vấp váp về thủ tục, giấy tờ, nhưng rồi đâu sẽ vào đó, đi tới kết quả xứng đáng. Cung mệnh vừa xuất hiện, thiên ấn quý nhân lại lâm vào chính quan đại vận, rất thích hợp để phát triển hoặc xây dựng kế hoạch mới cho sự nghiệp. Vận khí cũng đem tới vận may và tìm kiếm quý nhân cho đường tài lộc của bạn. Tháng này được coi là tháng tiêu hết tiền, lại có cơ hội kiếm tiền mới, khiến người xung quanh phải ghen tị. Chuyện tình cảm, gia đình, vợ chồng tình cảm, hài hòa, có sự cảm thông và chia sẻ, thì việc gì cũng giải quyết ổn thỏa. Người độc thân có thể tìm được đối tượng ưng ý trong tháng này, đi xa gặp quý nhân phù trợ, trong nhà có hỷ tín. Cung tử vi cũng cho thấy, chuyện tình cảm bạn phát triển rất rực rỡ. Người độc thân có cơ hội rơi vào lưới tình, người đã lập gia đình thì tình cảm phát triển. Về sức khỏe, bản mệnh cần chú ý, do cơ thể căng thẳng, khó tránh bị đau nửa đầu hoặc các bệnh về mắt. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tháng mới mang tới nhiều may mắn hơn cho người tuổi Kỷ Dậu, vận khí tăng tiến đều đều, trạng thái tinh thần của bạn cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ, thêm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của mình. Xem tử vi tháng 6 âm lịch cho thấy, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh và sao tà phù nâng đỡ, nên công việc của người tuổi Kỷ Dậu đã khá hơn, một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc giang dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Khi có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, được người có kinh nghiệm giúp đỡ, nhờ vậy mà bạn có thể đạt được một số thành công nhất định. Nguồn thu nhập trong tháng mới cũng được dự báo nhiều sự cải thiện, thậm chí nhờ có thực thần soi rọi mà nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Có khá nhiều người đã giúp đỡ và có đóng góp vào thành công của bạn, nên đừng quên cảm ơn những người đã kề vai, sát cánh với mình nhé. Về chuyện tình cảm khá ổn, gia đạo hài hòa, con cháu đều ngoan ngoãn, các mối quan hệ xã giao cũng tốt đẹp, mối quan hệ vợ chồng ngày càng thăng hoa. Người ấy chính là động lực để bạn sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đặt ra. Về phương diện sức khỏe bình ổn, trong tháng này, tuổi Kỷ Dậu hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao, thì cơ thể khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, uể oải. Tuổi Kỷ Dậu nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố quá sẽ khiến bản thân quá tải. Tiếp theo sẽ là phần bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Kỷ Dậu trong năm 2024 âm lịch. Bước sang năm 2024, nữ mệnh tuổi Kỷ Dậu gặp sao Vân Hán chiếu mệnh, tròn sao chủ về thay đổi tâm tính, tính chất tương đối lành, nên không gây ảnh hưởng nhiều tới công việc và sức khỏe. Kỷ Dậu nữ mệnh nên mở lòng, lắng nghe lời góp ý chân thành của mọi người. Không nên bảo thủ, để cái tôi quá lớn, gặp vận hạn ngũ mộ trong năm này hạn chủ về hao tốn tiền bạc và tài lộc. Nữ tuổi Kỷ Dậu có kinh nghiệm quản lý chi tiêu, tuy nhiên, đôi lúc lại nóng vội đưa ra quyết định,
khiến tài chính thiếu hụt. Do đó, trước khi đưa ra sự lựa chọn tài chính, bạn nên thảo luận với chồng con và người thân. Cách hóa giải sao Vân Hán. Theo phong thủy năm 2024, đổ phong thủy, Vân Hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu linh nâu, hổ phách. Giữ gìn sức khỏe, bạn không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bạn dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Cẩn trọng đầu tư, cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Kỷ Dậu trong năm 2024 âm lịch. Trong năm có sao xấu chiếu mệnh, cát vận bị giảm bớt phần nào, đâu đó có những thời điểm trắc trở, khiến công việc làm ăn trục trặc, tiền bạc hao tổn hay gây bất an về tinh thần. Gia đạo cũng xảy ra không ít xung đột, sức khỏe giảm sút, thậm chí hao tốn tiền bạc cho việc chữa trị. Cách hóa giải sao thổ tú bằng phong thủy năm 2024, đổ phong thủy. Trong năm có sao này chiếu mệnh, bản mệnh nên treo nhiều đồ vật cắt tường cầu may trong nhà, hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh tâm lý. Việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Việc này còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024 cho tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 cả nam mệnh và nữ mệnh. Về tài sản, tiền của, nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn, chẳng may tiền không thu lại được, mà nghĩa cũng không còn. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý, khiến tiền mất tật mang. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm, không may kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Nguyên lý phong thủy dành cho tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Nữ mệnh tuổi Hợp làm ăn. Bản mệnh hãy nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Tân Hợi, Nhâm Tý và Giáp Dần để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, tránh được rủi ro, sẽ càng thành công và mang lại nhiều lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ. Nữ mệnh Kỷ Dậu không nên cộng tác hay kết duyên với những tuổi xung khắc với mình như Ất Mão, Mậu Ngọ, Đinh Mão, Bính Ngọ và Kỷ Dậu. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm, làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, nhưng quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức thì mọi chuyện sẽ được hóa giải. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Nếu bản mệnh xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn, quan trọng thì nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày lẻ và tháng lẻ, khởi hành vào thời điểm hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, thu được nhiều thắng lợi. Đối với nam mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, tuổi hợp làm ăn. Bản mệnh hãy nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Tân Hợi, Nhâm Tý, Giáp Dần, Đinh Tỵ để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, may mắn, thuận lợi, thành công, thu về nhiều kết quả và lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ. Nam mệnh Kỷ Dậu không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với những tuổi xung khắc với mình như Ất Mão, Mậu Ngọ, Đinh Mão, Bính Ngọ và Kỷ Dậu. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Nếu bản mệnh xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn quan trọng thì nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn, khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về thành công, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Tiếp theo trong chuyên mục phong thủy may mắn, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn,
giúp tuổi Kỷ Dậu gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu xanh dương vượng tài lộc. Con giáp này sẽ giữ được lý trí của mình nếu thường xuyên sử dụng đồ có màu xanh dương. Nhờ vậy mà bạn sẽ luôn đưa ra được những quyết sách đúng đắn, không những làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Màu bạc vượng sự nghiệp. Tuổi Kỷ Dậu nên sử dụng màu bạc, bởi màu này sẽ giúp bạn luôn duy trì được đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy, nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, nắm bắt thời cơ, dẫn đầu xu hướng. Màu vàng tranh vượng tình duyên. Trong năm này, người độc thân có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho một vài đối tượng xem mắt, hãy sử dụng nhiều đồ dùng có màu vàng tranh. Bạn sẽ tăng cơ hội gặp được người như ý, đôi bên tìm được tiếng nói chung nên phát triển nhanh chóng. Màu kỵ trong năm 2024 của Kỷ Dậu là màu tím, cam đất. Nếu Kỷ Dậu thường xuyên sử dụng những màu này sẽ trở nên cố chấp, cứng đầu, không đánh giá đúng được tình hình thực tế cũng như năng lực của bản thân, từ đó dễ đưa ra những quyết định sai lầm hoặc rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Ngoài ra, bạn cũng dễ đánh mất lý trí trong chuyện tình cảm, dễ siêu lòng vì lời ngon tiếng ngọt của những người mình chưa thực sự hiểu rõ. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.